Tay em. Nắm tay anh nhé. Làm vợ anh nhé. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời đồng ý, đồng ý. Thôi em à, wow. Đến đâu đâu? Xe tay nha chị em. Em ổn gì vậy? Anh chỉ muốn nói một điều, lấy anh đi để thôi đừng để cô. Chúng là anh đã quen em bao nhiêu lâu rồi? Em hãy làm vợ anh nhé. Em à, tình yêu anh dành cho em là chân thật. Tình cảm này anh không thể nào giả được, không bao giờ giả dối. Em ơi, người cứu tôi. Vậy em là từ đây, từ giây phút này là hai bạn này trở thành không. Nếu mà bự quá anh còn cái nhẫn nhỏ rồi. Nắm tay nha. Nắm tay với anh coi. Có gì đâu. Em ngủ đi em. Trời ơi, anh nhìn lại thấy em đi. Bình tĩnh ngủ đi. Trời ơi. Đồng ý, đồng ý. Trời ơi, ngủ này luôn nè. Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Cũng tay anh Phát. Em biết không, từ lúc mà anh thấy em á, từ lúc mà anh nhìn thấy em á, anh kiểu thấy em là một người rất là xinh đẹp á, nên là anh muốn em làm người yêu anh. Em đồng ý không? Trời vơi đứng giữa cuộc đời, cô đơn không muốn về nhà. Nhưng mà cái nhẫn này em không biết là cái nhẫn này em có đeo vừa không? Không vừa. Không vừa, không vừa chắc này vừa. Em đeo vừa chưa? Đưa tay. Vậy em không biết là người yêu đúng không? Yeah. Anh có nhiều thứ để lo cho em lắm, hiểu không? Mày đừng có. Để anh hát tặng em bài nhá. Làm vợ anh nhé. Anh có một củ khoai đủ dùng. Không, khoai đủ xài hệ. Đủ làm cho em vui. Nè. Vừa đủ không em? Đủ em đủ. Đủ cho em vừa. Vậy là mấy giờ? Yeah. À, đồng ý đi chơi. Cũng cái em. Cũng lại cái cùng mạnh lên. Em ơi. Đúng là sao vậy? Không hiểu luôn á. Không biết là từ lúc mà anh nhìn thấy em ở ngoài này á, anh cảm thấy là anh yêu em lắm. Có gì đâu. Nên là anh có chiếc nhẫn này mặc dù không có nhiều á, nhưng nó bự đủ cho em xài á. Ừ, thiệt à. Nên là to quá à, cái gì? To quá. Nó to quá. Đây. Em hãy xin lên đây. To quá thì anh có cái nhẫn có nhỏ đưa đây. Thôi. Thì em cứ làm vợ anh đi. Anh có đủ khoai đủ xài. Cái khoai đủ xài. Khoai đâu? Em muốn xem hả? Ừ. Nè. Ủa em đâu vậy? Em không đồng ý tình cảm của anh hả? Thôi, khoai nhỏ quá. Khoai nhỏ hả? Ừ. Nhưng mà em không đồng ý đúng không? Em có đồng ý làm người anh không? Không, mày trả nhẫn đi cha. Không, mày trả nhẫn đi ông nội. Em trai cho em tự do. Tháng năm ta từng gắn bó. Trả cho anh những lý do. Để mai này không đáng. Cho mình đập tay cái đó. Bạn. Em à, mình đã bên nhau được bao lâu? Sao em có đồng ý làm vợ anh không? Đồng ý đi, đồng ý đi. Đồng ý đi. Đồng ý đi, trời ơi, đưa tay đồng ý.
đi. Nếu mà em chơi bự quá thì anh xuống khá nhỏ hơn. Tiêu em rồi. Chị có đồng ý làm bồ em không? Chị làm vợ em nhé. Chị em chúng ta không em bao lâu rồi chị? Chị ơi, chị ơi em là người hướng nội. Chị thấy bự không? Mà chị thấy bự không? Từ lúc mà em gặp thấy chị á, em cảm thấy chị rất là tuyệt vời. Nên là em sẽ tặng chiếc nhẫn này cho chị đồng ý không? To quá là đẹp. Chiếc nhẫn nhỏ nè chị. Chưa. Đưa cái ngón này, đưa cái ngón này thử xem nè. Chị ơi, em à, anh đã quen em bao nhiêu lâu rồi? À, anh muốn từ đây anh muốn được em làm vợ của anh. Nếu bình tĩnh. Trời, nhìn nãy nhìn từ xa thấy mẹ với em là thấy dễ thương hết luôn. Làm bờ anh nha. Đốt 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 vô đốt tối vô. Cho em cảm ơn nha. Chưa. Ba gái. Vợ em nha. Em cỡ bỏ đó. Ôi mà mấy bạn anh sao? Bạn em tí nó mập vậy. Nhưng mà bạn anh tí nó như thế này thôi. Nhưng mà nó có một cái lòng như ngạo. Anh đứng từ xa anh thấy một cái cảm. Thì ra một cái cảnh rất là cảm động. Đó là anh không thể nào, anh không có nào chấp nhận được là cái chuyện mà thằng này nó bị bỏ rơi. Mày quỳ xuống, mày hãy cầu ơn một chút. Chị ơi, chị hãy chấp nhận đi. Không sao, đừng buồn, không gì đâu. Ba cái đồ à. Chị ơi. Chị ơi, đừng đi mà. Em ơi. Cái em đứng em. Đâu. Em nãy.